mát cho mọi người là mình đây. Ở video này dành cho những các bạn nào có thắc mắc đó là khi đi làm ở Nhật một tháng lương sau khi trừ tất cả các chi phí ăn uống điện nước wifi này kia thì mình còn dư được khoảng bao nhiêu tiền, và khi cầm cái số tiền đó gửi về Việt Nam thì tỷ giá hiện tại là mình đổi ra được bao nhiêu tiền Việt Nam nha. Mình là Tư và mọi người đang xem video trên kênh Tumi Vlog với Vũ Nhật Bản. Hello mọi người, mình là Tư, còn đây là Mi Mèo nè. Chào mọi người đã đến với kênh Tumi Vlog. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Nếu các bạn nào còn thắc mắc là mức lương hiện tại của mình khi mình đi làm bên Nhật này mình kiếm được bao nhiêu tiền và mình dư bao nhiêu tiền thì mọi người có thể xem là những cái video trước đó nha, mình đã quay rất là nhiều những cái video rồi. Video này thì mình cũng nhắc lại luôn, đó là lương của mình thì dao động một khoảng từ 12 tới 14 man, tức là trung bình thì một tháng mình có thể nhận được 13 man về tay sau khi đã trừ tiền nhà, trừ tiền bảo hiểm này kia, chỉ là chưa có trừ tiền ăn thôi. Thì trong cái 13 man về tay đó mình thường sẽ dành 3 man ra cho cái việc chi phí ăn uống, chi phí sinh hoạt, đi lại, tất cả các phí phát sinh gì đó mình cố gắng xài trong gói ghém trong 3 man đó, và mỗi một tháng cố gắng mình sẽ để dành được 10 man. Ok, thì hôm nay mình sẽ cầm 10 man đó mình gửi tiền về gia đình ở Việt Nam mình, kiểu như là gần tới Tết rồi mọi người đúng không? Thì chắc còn khoảng 1 tuần 2 tuần gì nữa tới Tết rồi, nên là mình sẽ gửi tiền về ở nhà cho mẹ mình, với lại là lì xì ba mẹ này kia nữa, nó lì xì mấy đứa cháu này kia. Ok, thì mình sẽ cầm 10 man, số tiền dư trong một tháng lương của mình gửi về Việt Nam. Mình sẽ review cái quá trình đi gửi tiền và cụ thể là 10 man tiền Nhật đổi ra tiền Việt là bao nhiêu tiền luôn nha. Đầu tiên, trước khi đi gửi tiền, các bạn nên check xem cái tỷ giá đồng yên hôm nay là bao nhiêu nha. Thì đây là cái Facebook check tỷ giá nào, mình sẽ review cho mọi người xem. Các bạn muốn check tỷ giá, các bạn hãy vô Facebook, các bạn gõ cho mình cái trang là SBI Remit Việt Nam. Xong rồi các bạn sẽ kéo xuống, các bạn xem thì cái bài viết mới đăng 2 tiếng trước nè, 174.5 tỷ giá vào lúc 2023 ngày 8 tháng 1 12 giờ 23 phút là 174.5 Việt Nam đồng nha. Để mà chuyển tiền về Việt Nam á, thì mọi người bắt buộc phải làm một cái thẻ SBI Remit như thế này, đó là cái thẻ chuyển tiền quốc tế á. Thì cái thẻ này làm free, miễn phí nha. Ở đây là mình làm 3 thẻ luôn nè, tại vì gia đình của mình 3 người, có chị mình, ba mình và mẹ mình đó. Và đây là cái thẻ ATM, là cái thẻ nhận lương của mình. Thì mỗi tháng lương của mình sẽ được chuyển khoản vào cái thẻ này. Thì các bạn sẽ rút tiền từ cái thẻ này và bỏ tiền vô cái thẻ bên đây nha. Đó, thì ok, thì hôm nay mình sẽ đi rút tiền xong rồi bỏ tiền vào đây. Để mà rút tiền á, các bạn có thể tới những cái nhà ga hoặc là siêu thị có cái chỗ cái ATM như thế này nha. Ở bên Nhật này á, mỗi tỉnh á, thì sẽ có một cái ngân hàng riêng. Thì ở mình á, là cái tỉnh Shiga sẽ có cái ngân hàng là Shiga nha. Thì bây giờ mình sẽ vô đây mình rút tiền trước, sau đó thì mình sẽ đi sang một cái ATM khác và mình gửi tiền về nha. Thì đây là cái màn hình của cái chỗ rút tiền của thẻ ATM nha. Rồi các bạn sẽ bấm vô nút này là rút tiền nha. Mình bấm vô đây trước. Xong rồi nó sẽ kêu mình là rút cái thẻ vô đây. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ nhập mật khẩu vô nha. Rồi sau đó là mình nhập cái số tiền mà mình muốn rút. Thì hôm nay mình sẽ rút luôn là 10, mình rút luôn 17 man mọi người ạ. 17 man in là xong. Rồi nó kêu là mình có đổi tiền không. Thí dụ mình đổi này, thí dụ mình không bấm nút đổi tiền á, là nó sẽ là 17 tờ 1 man. Mình nếu như mình đổi tiền á thì nó sẽ đưa ra mấy cái tờ 1 cent nữa. Thì thôi mình lấy luôn là 17 tờ nha. Các bạn nên là xong. Phí rút là 110 yên nha, tại vì hôm nay là chủ nhật mọi người ạ. Còn mấy ngày bình thường á thì nó sẽ là miễn phí nha. Nè, từ 6 giờ tới 11 giờ sẽ 110, và chủ nhật ngày lễ sẽ là 110 yên luôn. Rồi các bạn nên là xong. Tiền nó sẽ ra ở đây nha. Rồi nó hỏi mình là có lấy cái pin line không, thì mình còn lại 39 trong thẻ nè. Ok. Rồi cái này là cái pin line với là cái thẻ mình ra trước. Sau đó là tiền nó sẽ ra ở đây nha. Đó, vậy là xong. Ok, sau khi mà rút tiền xong thì mình sẽ di chuyển sang cái ATM khác để mình gửi tiền về Việt Nam nha. Chứ cái ATM rút tiền này mình không có chuyển khoản về Việt Nam được.
Bây giờ thì mình sẽ đi sang cái Family Mart, cái cửa hàng tiện lợi mọi người ạ. Ở đây thì nó có cái cây ATM nè. Tại vì bây giờ mình ở chỗ mới rồi nên là cái ATM ở đây là nó gần nhất. Ngày xưa thì mình sẽ đi gửi ở ngoài ga nha, ở ngoài cái ga tàu điện á. Còn hôm nay thì mình tới cái cây ATM ở trong đây. Muốn check xem là gần nhà mình có mấy cái cây ATM mà để gửi tiền về Việt Nam được hay không, các bạn chỉ cần lên Google Maps các bạn gõ ra thôi nha. Đó thì nó sẽ chỉ cho mình là gần nhà mình có hay không. Thì không phải là cái cửa hàng tiện lợi nào nó cũng có để cái cây ATM để mình có thể mình gửi tiền về Việt Nam đâu nha. Nên là trước khi đi các bạn nên là mình lên mạng mình search trước nha. Ok. Thì bây giờ mình sẽ đi vô trong đây để gửi tiền về mọi người ạ. Rồi mọi người sẽ tìm cái cây ATM màu xanh xanh như thế này nha. Đó, đây là cái cây ATM yêu tròn nè. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ thẻ vô đây để mình gửi tiền về nha. Đây là màn hình của cái ATM để mình có thể gửi tiền về Việt Nam. Thì thủ tục nó rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bỏ cái thẻ này vô rồi bỏ tiền vô là xong nha. Thì mình bỏ vô cho nó đúng chiều, có cái chiều mũi tên nè, mình bỏ vô đây. Rồi mình sẽ chọn ở trên đây trước. Thì bây giờ mình gửi tiền về á, là mình sẽ bấm vô cái nút này gửi tiền về nha. Nút này là rút tiền, nút này là kiểm tra tài khoản. Thì bây giờ mình bấm vô đây gửi tiền về nè. Rồi mình xác nhận cái. Xác nhận. Rồi mình chỉ cần bỏ cái số tiền mình muốn gửi vô thôi. Thì mình đã chuẩn bị sẵn ở đây là 10 man rồi. Thì mình chỉ cần bỏ 10 man vô trong này là xong. Rồi đó, nó đang lag tí xíu. Rồi nó sẽ xác nhận lại số tiền của mình là 10 man nè, 100 ngàn yên nè. Rồi các bạn xác nhận. Đợi xíu nha. Rồi vậy là xong rồi đó. Nó sẽ đưa ra một cái bill với là cái thẻ, trả lại cái thẻ cho mình. Thì đây, mình đã gửi lúc 14:58 nè. Gửi tiền, số tiền gửi là 10 man. Ok, thì mình vừa đi ra ngoài cây ATM, mình gửi tiền về Việt Nam xong. Thì khoảng chừng 5-10 phút sau là các bạn sẽ nhận được một cái email thông báo đã chuyển tiền thành công, cùng với đó là các cái tỷ giá nó như thế nào, xong rồi là nó đã trừ phí chuyển tiền bao nhiêu nữa. Nó sẽ gửi về cho các bạn một cái mail để các bạn có thể xem thông tin nha. Thì ok, mình sẽ review cái mail đó cho mọi người xem. Thì ở đây là cái mail system nè, SBI Remit. Đó, thông báo đã quý khách ơi, sử dụng dịch vụ chuyển tiền của SBI Remit nè, lúc 3:11. Rồi, tên người nhận Quốc Hưng Lê là cha của mình. Thì là lý do chuyển là ngày xưa mình làm cái thẻ đó là tiền phí sinh hoạt. Rồi, chuyển tiền, số tiền gửi là 9 man 8 sen 740 yên. Đó, phí gửi tiền là 760 yên, tức là cái phí từ ở Nhật gửi về Việt Nam. Rồi phí nạp tiền 500 yên, tức là cái phí mình bỏ cái 10 man nó vô cái thẻ đó là tốn một phần phí. Xong rồi mình sẽ tốn thêm một phần phí là gửi tiền từ Việt Nam về từ Nhật về Việt Nam nữa. Thì tổng số tiền đã nạp là mình nạp vô là 10 man. Thì nó đã trừ hết 1 sen 260 yên, tức là còn cái số tiền mà quy đổi ra là tiền Việt á thì chỉ còn có 9 man 8 sen 740 yên thôi. Thì đổi ra cái tỷ giá 174.5 thì mình sẽ nhận được là 17.230.000. Đó, thì mình gửi 10 man về là mình nhận được 17.2 nha, với cái tỷ giá 174 như hiện tại á. Vì thế nên là các bạn nào mà sang Nhật này làm á thì mỗi một tháng mình cứ ráng để dành đều khoảng 10 man. Ví dụ nếu mà lương cao, ví dụ tăng ca nhiều, mình có thể để 12-13 man gì đó thì rất là ok. Nhưng mà nếu như mà cố gắng trong khả năng có thể cố gắng để được 10 man thì 10 man khi mà các bạn gửi về được khoảng 17 triệu thì các bạn cứ nhân lên cho 1 năm rồi 3 năm, nhân cho 36 tháng, 35 tháng lên thì sẽ ra cái số tiền thực nhận của các bạn khi mà đi làm bên Nhật này 3 năm thôi. Thật sự thì cũng do một phần là mình có tiêu xài nhiều hay không nữa, nhưng mà cố gắng để một tháng 10 man thì là mỗi tháng các bạn sẽ dư được khoảng 17 triệu nha, với cái tỷ giá hiện tại nha. Sau này thì không biết là nó có lên giá hay không. Ngày xưa thì 10 man khoảng được 20 triệu mấy trăm ngàn á, là cái mức trung bình. Cái lúc cao nhất thì khoảng 21, 22 triệu lần. Còn bây giờ thì chỉ có 17 triệu thôi, tức là mình đã mất khoảng 4, 5 triệu gì đó cho một tháng lương rồi. Nhưng mà cũng kiểu như là cũng phải bắt buộc thôi, tại vì
nhà cần tiền thì mình tới một lúc nào đó mình cũng phải gửi về thôi đó. Thật sự thì một tháng lương ở bên Nhật này làm dư có 17 triệu. Đối với mọi người không biết là cao hay thấp, nhưng mà đối với cá nhân mình thì 17 triệu là rất là cao rồi nha. Tại vì mình cũng không có yêu cầu là bên này là phải đi làm kiếm thật nhiều tiền này kia, nhưng mà một tháng các bạn dư được 17 triệu nó sẽ khác với là một tháng các bạn kiếm được 17 triệu. Thật ra một tháng mình đi làm mình kiếm được tới hai mấy 30 triệu lận, nhưng mà các bạn sẽ bị trừ tiền bảo hiểm, trừ tiền bảo hiểm xã hội, trừ tiền bảo hiểm y tế, xong rồi trừ tiền nhà đó, xong rồi sẽ trừ luôn cả tiền wifi rồi tiền ăn uống trong một tháng nữa, trừ hết tất cả các bạn sẽ để dành được khoảng 17 triệu. Nó khác với là ở Việt Nam, do ở Việt Nam các bạn kiếm được 17 triệu rồi các bạn để dành được bao nhiêu tiền, các bạn sẽ xài chi trả cho tiền nhà trọ rồi tiền ăn uống, tiền xăng xe, xong rồi tiền nhậu nhẹt, tiền đám tiệc này kia, nó rất là nhiều các loại tiền. Thì với một cái mức lương mà tầm mười mấy 20 triệu thì các bạn nhắm là các bạn để dành được bao nhiêu tiền. Còn khi mà đi Nhật bên này á, thì nhiều khi mọi người có một cái ý nghĩ đó là sai lầm, đó là cái việc mà để dành được 17 triệu nó sẽ khác với cái việc là các bạn kiếm được 17 triệu nha. Đó là nhiều khi các bạn nói mình là đi sang Nhật là sẽ làm mức lương nó thấp như vậy. Sự thật nó là như vậy, đó là các bạn để dành được một tháng 17 triệu chứ không phải là một tháng các bạn kiếm được 17 triệu nha. Ok, thì video này mình cũng đã review đại khái cho mọi người xem là một tháng lương của mình kiếm được bao nhiêu tiền, rồi mình gửi về Việt Nam là quy đổi ra tiền Việt là được bao nhiêu tiền rồi. Nếu mà các bạn có bất kỳ thắc mắc gì hãy để lại comment bên dưới video nha. Và nếu các bạn thấy video hay và hữu ích, đừng quên ấn like cũng như là đăng ký kênh để giúp mình có thêm nhiều động lực ra nhiều video tiếp theo nha. Còn video này thì mình sẽ kết thúc tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha.